Một em bé cất tiếng khóc chào đời là niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa của mỗi gia đình. Nhưng có lẽ không phải gia đình nào cũng có niềm vui hạnh phúc trọn vẹn ấy. Với rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì mong muốn có một mụn con là khát khao lớn nhất cuộc đời này mà không dễ gì có thể thực hiện được. Thế nhưng y học hiện đại cũng đã giúp họ thực hiện được thiên chức làm cha làm mẹ ấy. Và đã có những cặp vợ chồng phải ở tuổi ngoài lục tuần mới có cơ hội được làm cha làm mẹ. Và chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của cặp vợ chồng ấy trong phóng sự ngay sau đây. Chị 55 tuổi mới có cơ hội được làm mẹ. Anh 65 tuổi mới có cơ hội được làm cha. Sau nhiều năm chạy chữa, với anh Minh, chị Hường, hạnh phúc ngày hôm nay chẳng gì có thể đong đếm được. Cách đây gần 2 năm, hai thiên thần Tố Nga, Kim Ngân của anh chị đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Có nơi thì người ta cũng không nhận lời, nhưng bảo là chị mà tuổi này chị đi đẻ thì có đòi mà còn đòi đẻ à? Đòi đẻ tuổi này có mà chị bị loại từ vòng gửi xe. Nói thật là chị bị loại từ vòng gửi xe. Vậy mà chị vẫn không bị loại khỏi vòng gửi xe như nhiều người vẫn nghĩ. Cả hai người đến với nhau khi không còn trong độ tuổi sinh sản. Nhưng vì khát khao mãnh liệt có những đứa con, anh chị đã quyết tâm làm thụ tinh ống nghiệm bất chấp nhiều rủi ro. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Bảo em suy nghĩ quyết định kỹ rồi. Và thế em có quyết định không? Em quyết định. Thế là hai vợ chồng đều quyết tâm thì là được. Tất nhiên cũng theo đến cuối thôi. Nếu giả sử không được lần đầu thì tiếp tục lần hai mà. Bây giờ cố gắng sinh ra hai cháu thì thôi. Anh chị được xếp vào trường hợp cặp vợ chồng lớn tuổi nhất ở Việt Nam vẫn quyết tâm làm thụ tinh ống nghiệm để có những đứa con của mình. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều trường hợp, dù không nhiều tuổi như anh chị, nhưng họ cũng là những cặp vợ chồng đặc biệt từng tham gia làm thụ tinh ống nghiệm thành công tại Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội. Đó là những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân nam bị liệt nửa người, cho bệnh nhân nữ có tử cung bất thường, cho bệnh nhân phát hiện bị ung thư tinh hoàn hay tử tinh trùng của người đã mất, hay hành trình điều trị 20 năm mới có con. Vợ chồng anh chị mà 20 năm mới qua rất nhiều cái quá trình đi điều trị khắp nơi, cũng đi làm thụ tinh ống nghiệm rồi điều trị đông tây y kết hợp, nhưng mà thất bại. Thì khi đến với chúng tôi thì các anh chị cũng là rất là nản. Khi mà có cái sự tâm sự giữa bác sĩ và bệnh nhân thì chị cũng trao đổi rất là thoải mái, và sau đó quyết tâm thực hiện lần cuối cùng. Thì sau khi thực hiện lần cuối cùng thì bây giờ anh chị đã có một bé trai và một bé gái khỏe mạnh. Cũng theo các bác sĩ, hiện kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn đã có những bước tiến vượt bậc. Việc thực hiện đông lạnh phôi, noãn hay tinh trùng không chỉ đảm bảo duy trì khả năng sinh sản mà còn mang lại kết quả thành công cao trong điều trị. Xu hướng kết hôn muộn trong xã hội hiện đại đang là cản trở cho việc có con sau này của nhiều cặp vợ chồng. Và tất nhiên, trong hành trình ươm mầm hạnh phúc ấy, không phải ai cũng có may mắn như vợ chồng anh Minh, chị Hường. Ở trên môi nụ cười. Từ đó gia đình có nhiều tiếng cười hơn.